Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Không. Có hay không? Này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Không. Không.
Có hay không? Không tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Số 7. Như vậy sau vòng thứ hai tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, cũng đi vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm cũng nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Quay không ạ? À? Có hay không? Có hay không ạ? À? Có hay không? Có hay không ạ? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vào số 5. Vào số 6. Như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chào lắm quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình ở vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt bạn có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba.
và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời.